Hello, xin chào những bông hoa nhỏ ham học và ham chơi nha. Thì mình không phải là một nhà tiên tri, nhưng mình chắc chắn một điều là các bạn đang nghĩ trong đầu rồi. Làm đếch gì có cái chuyện mà vừa khâu rương vừa đi nhặt thẻ được. Nghe nó phi lý quá đúng không? Không, nhưng mà mình đã làm được cái điều phi lý đó mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ bật mí bí mật để cho mọi người coi có phải đúng không nha. Thì trước khi vào vấn đề đó thì mọi người hãy like video này, sau đó subscribe kênh đó, mọi người chỉ subscribe kênh cho mình để theo dõi những video tiếp theo. Thì mình là một người chơi game nghiêm túc, mình không dùng cái phần mềm hay là không hành vi gian lận gì hết mọi người nhé. Mình cày để thực hiện, nói chung là lấy thành tích với đâu này nọ thôi, mình không đua vũ trang. Và mình là một người kể chuyện chứ không phải là một người chơi game chuyên nghiệp mọi người nhé. Và sau khi đã like và subscribe cho mình rồi thì bây giờ mọi người hãy ngồi xuống bình tĩnh và nghe mình kể về câu chuyện mình vừa đi câu rưa vừa đi nhặt thẻ nha. Và nếu mà ngồi cảm thấy mệt mỏi quá mọi người có thể nằm luôn cũng được nữa. Thì mình sẽ kể về quá trình mình vừa đi khâu rương vừa đi nhặt thẻ như thế nào. Đó là cả một quá trình mọi người nhé. Let's go thôi. Nếu như mọi người không bị vấn đề về mắt hay là bị mù gì đó thì mọi người có thể nhìn thấy là mình đang câu rương mọi người nhé. Và cái cách câu rương của mình kỳ lắm. Thì mình thường câu về đêm. Thôi khi đó lúc đó là khuya rồi thì lúc đó chỉ toàn là cao thủ vô lâm thôi, nói chung là nhiều thành phần nguy hiểm mới chơi vơi chơi về đêm mọi người nhé. Thì đây là cách câu rương, mọi người câu rương bình thường nè, cứ lập nhóm mà 10 người gì hay là chưa không cần 10 người cũng được, 7-8 người cũng được, mọi người câu một hồi rương nó sẽ hiện ra nha. Thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành kéo, và nếu mà kéo cái rương cao cấp này á, thì hôm qua mình cũng đã đếm và tính rồi, nếu mình tham gia từ đầu luôn thật sự là mình kéo phải hơn 40 phát mọi người nha. Hơn 40 phát thì nó mới lên được cái rương. Vì vậy nó sẽ ngốn rất nhiều thời gian và công sức của mình. Vì vậy nên mình sẽ tìm ra một cách nhàn nhã hơn. Sau khi sự kiện đã diễn ra một ngày rồi, nói chung sự kiện này cũng nhanh nè, nếu mọi người biết cách cài là cũng nhanh lắm. Thì về sau những cái rương xuất hiện sau á, mình sẽ không câu nữa mọi người nha. Mình sẽ thả cần xuống coi nó là cái hộp gì, hộp thường hay là hộp cao cấp hay là hộp siêu cao cấp, rồi mình mới bắt đầu tính tới cái vấn đề lượng đam và thời gian. Mình canh thời gian và lượng đam nha, là mình chắc chắn là mình sẽ không thể nào đua lại những cái lực lực tay của những cây cần vip giống như mấy cây cần rùa cần đồ á, nên mình sẽ không câu nữa, mình sẽ tiến hành nước luôn đó. Mình chờ mọi người nhé, đứng chờ thôi. Chờ khi nào mà mọi người câu gần xong á, mình mới quăng xuống, mình kéo vài phát để mình lấy xu token thôi mọi người nhé. Chứ thực sự tham gia từ đầu thì cũng có nhiêu đó xu à. Mà kéo một phát, hai phát, nói chung là mình góp mặt được phát lương mà à. Chứ cũng không cần thiết phải kéo đâu mọi người nhé. Và để yêu cầu xuất hiện ra cái vùng nước như thế này để mà có rương á, thì mọi người phải câu nha. Vì vậy nên mọi người phải lập nhóm 10 người. Thì full nhóm là 10 người, thì mình là mọi người sẽ lập nhóm 10 người hay 7-8 người gì đó. Mọi người thi nhau thả cần ở ngoài khơi xa hay biển sâu hay là bên plaza thì nó sẽ xuất hiện cái vùng nước này cho mọi người câu nhé. Chứ mọi người đừng có chờ nha. Tại căn bản mọi người chờ là không bao giờ có đâu, mọi người phải câu nó mới xuất hiện được. Nhưng vì trong đó thì có một thằng chờ, đó chính là mình nha. Mình chờ. Đấy, sau khi câu vài rương như thế này rồi nhá, thì mình sẽ tiến hành tới việc đi nhặt thẻ đó. Thì thời gian nó sẽ ra rương là nó sẽ có thời gian, và thẻ cũng có thời gian luôn. Sau đó mình sẽ tele qua cái app của mình, cloud của mình. Như mọi người đã tham gia kênh của mình thì biết, biết si xác chính là app phụ cloud của mình. Và mình treo cái app phụ này trong một cái map trống như thế này mọi người nhé. Thì sau khi mình câu được 2-3 rương gì đó, mình cảm thấy thời gian trôi qua 10 phút, hơn 10 phút, mình sẽ tele qua app phụ này để mình nhặt thẻ mọi người nha. Mình sẽ đi clear map một lần, để sau đó mình mới phát tiếp tục đi câu rương tiếp. Đây, cho mọi người coi qua cái map. Hiện tại là cái map này là map trống mọi người nhé. Có một mình với cái account của mình thôi. Để cho mọi người coi những người quanh đây. Là đúng cái account của mình nè. Ai, nhà này chưa tìm cho nó nè. Thì là mình tha hồ nhặt thẻ lên cái map này mọi người nhé. Và khi một lần tele qua như vậy á, là mình gom ít nhất được 5 túi nè. Có khi 7-8 túi cũng có hết hơn là. Còn nếu có túi bay thì mình còn được nhiều hơn. Trời sinh cho cái tính mình lười biếng, nhưng được cái vụ nhặt thẻ này mình chạy nhanh lắm mọi người nha. Và thời gian nếu mình clear một cái map như thế này nó mất tầm hơn 1 phút á. Hơn 1 phút á. Nếu mà mình chạy ù cái là hơn 1 phút. Trong thời gian đó thì bên kia là rương nó cũng chưa kịp ra đâu mọi người nha.
mà ra hay không ra cái liều đó thôi, quan trọng thôi mà. Tại Khánh bảo là mình phóng ở khâu, mình chờ lên, sau đó mình chờ mọi người kéo gần xong đó, mình không cần vô, mình kiếm cho có tụ rồi sau đó mình nhận token thôi mọi người nhé. Chứ thật sự nếu tính ra là mình không có cầu luôn, mình chỉ kéo 2-3 phát gì đó thôi, gọi là tượng trưng đó đó mọi người. Sao có mặt trống tôi sạch sẽ rất sướng đó. Sau khi lia hết một chồng dắt vòng về quay lại chỗ ba cờ lao mình đang đứng đó bên trên á, thì mình đã tròn được một vòng trong cái map này rồi. Thì mình nhặt xong mình sẽ tiến hành đi qua lại cái chỗ cầu rương mọi người nhé. Và mình sẽ có hai cái điểm móc, đó là một cái điểm để tele về đây để nhặt thạch, và một cái điểm để mình tele qua bên kia để mình cầu rương. Đó, hiện tại số điểm xào của mình đây. Mình sẽ chờ tích tích, sau đó mình đổi kiếm lấy những cái thẻ vàng mình còn thiếu mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi qua bên khu nghỉ dưỡng thôi mọi người nhé. Thì qua đây việc chính của mình thì cũng chả làm con mẹ gì hết. Mình chỉ đứng ngắm trời, ngắm mây, ngắm mưa, ngắm nắng, ngắm ngày, ngắm đêm, ngắm cho chân cứng đá mềm, trời yên biên lặng mới yên tấm lòng mọi người nhé. Còn cái việc thả cần với đồ là có đồng bọn lo. Thì bây giờ mình sẽ tả sơ lược về trong vấn đề nhé. Bên cái ạc cloud của mình là một mắt trống, và bên này cũng là một mắt trống luôn mọi người nhé. Tại sao mình gọi là mắt trống? Tại căn bản hiện tại trong map này còn một số lượng người nhất định thôi. Đó chính là hai team. Hai team chia thành hai team mọi người nhé. Mỗi một team bên kia là mấy người thì mình không biết. Bên này là mình thấy có 8 người thôi. Đây, khi mình mở bản đồ ra mọi người thấy không? Team bên kia hình như có vẻ ít hơn bên này luôn mọi người nhé. Thì mình sẽ chọn cái vị trí đứng giữa hai team mọi người nhé. Tại sao mình lại chọn đứng giữa hai team mà mình không chọn đứng ở một góc nào đó? Thì để mình coi mọi người xung quanh mọi người nhé. Thì tổng cái số người trong map hiện tại còn 18 người. Cộng mình là 19 đi. Cộng mình là 19. Vậy là còn một vài người đang nhặt thẻ trong bờ nữa. Chắc chắn là trong bờ có, và nãy mình ngó qua là có một cái ạc đang cấm mọi người nha. Thì đó chính là một người đang nhặt thẻ trong đó, cấm một cái ạc trong đó, là mất vố đó, hai người rồi. Thì nói chung là hiện tại trong bản đồ này đang có hai nhóm. Thì mình sẽ đứng giữa vị trí giữa hai nhóm nha. Được cái hên, cái sau hai nhóm này đứng gần nhau, đứng xa xa là mình cũng mệt mỏi luôn. Còn đây mình sẽ giải thích lý do vì sao mình đứng giữa mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy coi nguyên nhân tại sao mình lại đứng giữa hai nhóm như thế này. Trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân và lý do của nó hết, không có cái gì gọi là tự nhiên hết mọi người. Không có tự nhiên cái sát, tự nhiên đứng giữa hai nhóm làm cái gì. Thì khi mình đứng giữa hai nhóm như thế này, khi thông báo và xuất hiện đương á, thì mình coi nhóm nào xuất hiện đương mình sẽ qua mọi người nhé. Qua để làm gì? Qua để mình thám thính chơi đó. Qua để mình quan cần. Mình quan cần mình coi, bên này là hên quá nè, rương cao cấp nãy mình chờ mãi đi, thông báo được lúc mình mãi quay video cho mọi người á. Nên qua là vừa kịp luôn mọi người nhé, hên quá, kiếm được 10 xu. Đấy, thế thôi, chỉ cần kéo một phát là được 10 xu, việc nhẹ lương cao cực kỳ mọi người nhé. Đó, sau khi lấy 10 xu xong mọi người đó, việc của mình lại tiếp tục. Quay thuyền, quay xe, lên xe, đi ra giữa tiếp. Đi ra giữa này đứng chờ mọi người nhé, chờ để thông báo. Coi bên nào xuất hiện thì mình sẽ qua bên đó, mình canh. Mình cứ đứng ở giữa thôi. Như thế này nè, rồi mình múa, mình ngắm trời, ngắm mưa, ngắm nắng, ngắm ngày, ngắm đêm, thế thôi. Và mình nhớ canh thời gian nha. Hãy canh thời gian để mình tele và nhặt thẻ mọi người. Còn rương thì nó sẽ ba, nói chung là hai nhóm cầu như thế này sẽ ba thường xuyên và liên tục luôn mọi người á. Mình sẽ canh coi nhóm nào ra thì mình sẽ qua bên nhóm đó, mình coi cái hộp của nó là hộp gì. Hộp thường thì mình sẽ tham gia. Còn hộp cao cấp và hộp siêu cao cấp thì mình sẽ chờ cho mọi người kéo gần xong thì mình mới quăng xuống tham gia để kiếm một ít token thôi mọi người nhé. Ok, thì coi tới đây và giải thích như thế này thì mọi người cũng đã hiểu mình làm cách nào mà ông sát này vừa nhặt thẻ mà vừa cấu rương được. Nghe nó vô lý không? Không, nhưng và điều vô lý đó là điều hợp lý đó mọi người. Đó, mình đã chứng minh cho mọi người đấy rồi đó. Vừa đi cấu rương mà vừa đi nhặt thẻ đó mọi người nhé. Và mình rất hay là mình canh thời gian rất chuẩn. Xuất hiện thẻ đó là mình về mình nhặt. Đó, mọi người đứng tính tí là đấy, thông báo mọi người thấy không? Đó, thông báo lên rồi đó. Thì khi thông báo lên thì mình sẽ xác định vị trí nha. Tại căn bản là giờ chỉ có hai vị trí thôi. Đằng trước hay đằng sau mình thôi chứ. Là mình cứ bò tới chỗ đó mình coi cái rương nó là cái gì mọi người nhé. Đâu, bên này không phải. Thôi qua bên kia chắc chắn nó bên kia. Tại căn bản bên này không phải thì chắc chắn là chỉ bên này thôi. Nó mọi người thấy không? Nhàn nhã đấy. Đó, có bạn đó cũng giống mình đó không? Thì câu rương nhưng bạn ấy là câu rương nha. Bạn ấy không có đi nhập thẻ nè.
Nãy giờ mình cứ qua là thấy bạn ấy rồi. Thì mình về đây mình coi cái room này là room gì thì mình mới tính toán được mọi người nha. Tại mình sắp phải coi là cái room nó là room gì mình mới biết được. Ấy chết rồi, quăng hố rồi. Để mình quăng lại đó. Quay vô trong mới tính mọi người nha. Cứ đàn tàn đi, đầy căn bản là không có ai chăm như mọi người trong cái map này đâu. Đấy, room lễ hội thường. À, nếu room thường thì mình kéo luôn mọi người nha. À, mọi người thấy đêm đêm ít người, nhàn nhã, không phải như ban ngày mà đóng bu như kiến cỏ. Và cái cách này rất nhiều thúc cần mọi người nha. Đó, mình không cần phải kéo nữa đâu, mình giả vờ đứt luôn đi. Đứt mình chờ một lúc sau rồi mình đuối băng xuống 10 nha. Mình canh thời gian, tại vì cái thương thường mẹ máu nó rất ít, nó không giống như cao cấp hay siêu cao cấp. Ồ, quằm xuống. Ấy, bên kia lại có thương luôn rồi kìa mọi người. À, bên kia bắt được thương rồi. Còn bên này thôi. Thì à, tuy là rương thường nhưng thật sự nhóm bên này ít người quá nên cái lượng đam cũng không nhiều mọi người ha. Rương thường kéo bây giờ chưa xong là thôi, mình tham gia cho nó màu nha. Để mình còn về đi nhập thẻ nè. Đi nhập thẻ sau đó mình lại đi qua bên này mình câu rương tiếp mọi người nhé. Tại vì mình nhập thẻ chỉ một phút là xong đó. Một phút xong mình phải chờ 10 phút. Xong mình coi lại câu qua đây câu rương. Câu một rương là mỗi rương là mình cho 5 phút đi. Thì mình câu tầm 2 rương thì mình sẽ về bên kia nhập thẻ một lần mọi người nhé. Và đó là cách mình vừa câu rương vừa nhập thẻ. Nói quay đi mọi người ạ. Mình đã chứng minh cho mọi người thấy bằng clip rồi. Thì đây là cách mà khi mình về đêm mình cày nhá. Đỡ phải cực, ban ngày đi gặp toàn trẻ trâu không chứ. Nó bù đồng quá. Mà toàn cân vàng không có chịu chứ. Đó, như những người như thế này lực tay họ rất trâu nhá. Đừng có nói 10 nhóm 10 người, 5 người họ cũng nhai được cái đỉnh nó 10 người. Vậy giờ mình tiếp tục ra giữa thôi. Nhưng mà mình sực nhớ ra là bác Mỹ bên này vừa mới câu lên rương đúng mọi người nhá. Và thời gian nó đủ đó. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ của mình, đó chính là mở phần mạng bè lên. Sau đó mình sẽ tele về chính cái account của mình để mình tiếp tục nhặt thẻ mọi người nhé. Đó, tại thứ vậy thôi. Mình vừa đi câu rương vừa đi nhặt thẻ luôn mọi người nhé. Không phải nói điều thì mình đã chứng minh cho mọi người thấy rồi đó. Đây là chính cách về đêm mình đi câu rương và mình đi nhặt thẻ. Nó rất nhàn nhã. Với mình cũng đang thu thập thẻ để cho nó đủ mọi người nhé. Mình còn thiếu 3 thẻ vàng nữa. Ok, thì mình đã kể cho mọi người nghe về câu chuyện mình vừa đi câu rương vừa đi nhặt thẻ như thế nào rồi. Nghe vô lý nhưng thật sự nó rất hợp lý mọi người nha. Và mình là một người chơi game nghiêm túc. Mình không có gian lận hay không có dùng phần mềm hay không có gì hết. Và mình cũng không khuyến cáo vấn đề đó nha. Thì mọi người coi tới đây thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu sơ về vấn đề là à, mình mới lập một cái clan. Nhóm clan nói chung là clan của mình cũng gồm những người gọi là cũng là có lớn tuổi. Nhưng mình vẫn tuyển những bạn nhỏ nha. Để góp vui. Và đây là biểu tượng clan của mình. Thì mục đích mình lập ra cái clan này để mọi người quy tụ có thể là tham gia, bàn tán và trao đổi, chơi góp vui, hỗ trợ nhau trong vấn đề cũng đem này mọi người nhé. Thì nói chung là clan mình là vui vẻ và nghiêm túc, không phân biệt giàu nghèo, không này nọ đâu hết. Nhưng mình nghiêm cấm những hành vi này nọ, trẻ trâu và những cái đường link độc hại nhé. Thì mọi người tham gia thì mọi người liên hệ về Facebook bên Slash Family mình để bên dưới comment đó. Mà không có mọi người trực tiếp tham gia vào nhóm Zalo luôn nè. Đó chính là clan của mình. Và mình khuyến cáo những con người nghiêm túc mới chơi thôi mọi người nha. Còn những thành phần mà có ý định mà thuộc dạng làm cha thiên hạ, với lại thuộc dạng thành phần mà muốn ăn gam thì tốt nhất đừng tham gia nha. Mình sẽ kích phản tay. Ok, ở đây là nhà của mình và mình giới thiệu sơ về cái vấn đề giải thưởng thác kia này nha. Thì hôm nay mình mới cập nhật và mình mới thấy được là đã có vị đương kim vô địch mới đã vừa vươn lên khỏi em Đức, đang nhận top đầu với một ít điểm đó nha mọi người nha. Đó chính là Minh Trần. Và Minh Trần hiện tại đang giữ top. Thì mọi người có vào nhà mình thì tham gia cái mini này thì mọi người cứ chơi nha. Và nó sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 9 và phần thưởng là phần quà tự chọn mọi người nhé. Mọi người chọn gì mình sẽ tặng đó. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video khác mọi người nha.